cụ thể hóa đề án tư vấn hướng nghiệp giải quyết việc làm cho 10 triệu thanh niên nông thôn theo nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức bế giảng 2 lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho thanh niên nông thôn trên địa bàn thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Sau 3 tháng vừa học lý thuyết vừa thực hành trực tiếp trên máy may công nghiệp, 70 học viên thuộc 2 lớp học cơ bản có thể đứng chuyền thực hiện sản phẩm theo yêu cầu của các đơn vị tiếp nhận lao động. Hiện nay, các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn đối với lao động đã qua đào tạo nghề. Những lao động được đào tạo không chỉ có việc làm ổn định ngay mà thu nhập cũng sẽ cao hơn các đối tượng lao động khác cùng được tuyển dụng. Do đó, việc tổ chức các lớp học may sơ cấp được cấp chứng chỉ đã đáp ứng được nhu cầu thiết thực của đông đảo đoàn viên thanh niên khu vực nông thôn muốn chuyển đổi nghề nghiệp có thu nhập ổn định cho bản thân.